À, xin chào tất cả anh em nha. Hiện tại mình đang có mặt tại công ty ô tô Quỳnh Gia Phát, thì một địa điểm kinh doanh mua bán trao đổi xe đầu kéo và xe mini bốc tại thành phố Chí An, tỉnh Bình Dương. Thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em một con xe đóng fan nha mọi người. Giá chỉ 2XX thôi, đóng fan 25. Thì hiện tại thì cái xe này cũng rất là đẹp nha mọi người. Xe này đang hoạt động bình thường. Thì này thì tông 3 chiếc, thì mình có mua 3 chiếc, thì trong này có một chiếc này nha mọi người ơi. Này đầu lắp nha mọi người. Tăng tình trạng vỏ lốp thì như thế này đó mọi người. Vỏ thì đây anh chạy hàng nhẹ nên là cái vỏ nó cũng không được đẹp lắm. Nó chỉ có sàn sàn như thế này đó mọi người. Quay hình dùm vỏ cho kỹ nha mọi người nha. Xe này đang hoạt động bình thường hết tất cả mọi thứ luôn. Này thì đông fan 25. Công ty xuất hóa đơn thì đâu đó dưới 20 triệu. Tại vì cái hóa đơn nó cũng hết cấu hao rồi mọi người. Bình bọng thì còn ngon lành nha. Đề phát là nổ. Máy nổ thì cực kỳ ngon luôn. Máy đây thì đã làm máy rồi. Xe này thì chắc chắn đã làm mấy rồi nha mọi người. Xe này thì hồi mình về thì mình có dặm tiếp chỗ này, tự nhiên hồi dưới cảng này nè mọi người. Nó hay chạy xước á, nhìn nó hơi xấu quá. Thì mình cũng đã dặm sơ cái này rồi. Đó mọi người đây này. Con này thì đang vận hành bình thường nha, còn đăng kiểm thì tới hết tháng 11 này. Cũng còn vài ngày nữa à. Cuối tháng này là hết rồi nha mọi người. Xe thế này đây, tình trạng xe. Mở mát rồi mọi người nha. Xe thì rất là sáng. Máy đây. Thì này cũng quên bơm cái pin lên cho mọi người xem á, tình trạng máy. Xe là máy rất là sáng và đẹp nha. Không có nhớt nhau nha mọi người. Nổ máy ngon lành hết. Đây là trong cabin nội thất của xe. Xe này là hai giường nha mọi người ơi. Cái này thì đang ngợp ngân hàng quá. Thì ngợp ngân hàng bên chỗ hai con xe mới kia thì đành đoạn bán lại con này, chứ thật ra là anh chủ cũ anh không muốn bán con này nha mọi người. Nổ máy là tạm xe nè mọi người ơi. Đây là máy rất ngon nha. Máy rất là ngon luôn. Phải nói mình đảm bảo một từ là xe máy rất ngon. Tình trạng mặt ca lăng của nó. Phía trước thì chưa thấy có dấu vết đâm đụng gì nha mọi người. Chưa có dấu vết đâm đụng gì hết. Mặt trước thì chưa có đâm đụng gì hết luôn. Chỉ có cái bên này là mọi người. Đấy, cái bên này thì nó có cắn đụng ở đây tí chút đỉnh ở chỗ cánh cửa đây nè. Đó. Thì con thấy cái bị cái này thôi. Chứ còn xe thì chưa có gì hết. Thì kiểu gì cũng bị va quẹt chút đỉnh. Nhưng mà cái này mà đụng nặng thì không có nha mọi người. Chứ bị cái cửa đây chắc là bị ngang hông đây nè. Bấm chỉ lại thôi. Còn phía trước là chưa có gì hết. Phía trước bắt sau là không có gì hết nha mọi người. Còn nguyên hết. Xe này thì hiện tại mình mà anh em mà lấy về nhanh không tài sản lắm mọi người. Chỉ có 2XX thôi. Giá cũng rất là hợp lý mà xe còn đang hoạt động tốt nữa. Xe này chỉ về thay nhớt, tăng bố tăng thắng với lại thay vỏ nữa là ok rồi mọi người. Còn hiện tại xe mà 2007 hay là 8/2010 người ta bán đúng 100 mấy chục triệu rồi. Là xe này có hàng 2 à. Thì mình xài khoảng mấy tháng là mình lấy lại vốn rồi. Nhanh, rất là nhanh lấy lại vốn. Mà căn này là đặc điểm đó là con này là ga cơ mọi người. Ga cơ thì xài nó sẽ dễ xài dễ sửa hơn là ga điện. Dễ xài dễ sửa hơn. Phụ tùng của con này cũng khá là rẻ nha mọi người. Nè mọi người. Thì anh em quan tâm thì liên hệ với số điện thoại mình nha. 0932 795 695, 0981 823 539. Xe thì đang hoạt động bình thường nha mọi người. Đang hoạt động tốt nha. Đó. Về mình về anh em mình bỏ ra dọn chút đỉnh nữa là mình chạy thôi. Giá cả thì anh em liên hệ trực tiếp nha. Mình không sẽ không báo giá qua điện thoại nha mọi người ơi. Anh em thông cảm nha. Rồi. Nếu anh em muốn đổi xe hoặc là muốn thanh lý xe thì cứ liên hệ với số điện thoại mình nha, 0932 795 695. Rồi ở đây nếu mà anh em đây là hàng 2X nha. Còn nếu mà anh em mà cần quan tâm nữa thì lấy còn 25, 29, giá 5X mọi người. Xe 29 thì con này là rất là đẹp. Con này là con kia đông fan là 375 nha, còn con này là đông fan 420. Con này thì khỏi suy nghĩ nha, một cặp nha mọi người. Một cặp luôn.
anh em về chỉ lấy và chạy thôi. Tức là ba con xe này thì đã khấu hao hết rồi mọi người, nên là anh em lấy vốn rất là nhanh nha. Con này cho anh em chạy một năm nữa anh em bán bú xì không ai mua, quá rẻ đi. Còn con kia thì hai với xài năm nữa bán 100 mấy 200 lấy ngay. Thậm chí anh em có xài chán thì gọi lại cho mình nha, mình thu lại luôn, thu lại lập tức. Trên xe có logo của công ty ô tô Bình Phát, mình thu lại hết nha, thu lại với giá cao luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi clip của mình. Nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký kênh mình ngay bên dưới thì có những sản phẩm phù hợp nhất nha mọi người ơi. Chào tạm biệt anh em.